Thu Nga của đài truyền hình SBTN Texas xin kính chào quý khán giả. Và hôm nay chúng tôi một lần nữa mời phái đoàn Văn Bút Nam Hoa Kỳ đến từ Houston đã ghé thăm đài trong ngày hôm nay để gửi đến quý vị một cái show tiếp theo. Tại vì trước đây thì chúng tôi có nói chuyện nhưng mà Văn Bút thì còn nhiều cái đề tài, nhiều cái chi tiết chưa có nói đến. Và xin chào anh Yên Sơn, anh Phạm Tân Như và anh Tuy Hàm một lần nữa. Dạ vâng, xin chào cô Tân Nga và xin chào quý khán giả đang theo dõi đây. Và trong cái chương trình mà hôm nay chúng ta nói thì các anh đã có những cái sinh hoạt về bên ngoài như thế nào? Tại vì cái chương trình mà đón xuân đinh dậu đó không phải chỉ gói trọn ở trong Văn Bút Nam Hoa Kỳ mà chúng ta mời thân hữu nữa. Và như vậy thì Văn Bút Nam Hoa Kỳ đã có sinh hoạt với lại địa phương như thế nào? Cộng đồng hội đoàn. Thưa Thu Nga và thưa toàn thể quý khán giả đang theo dõi đài. Trước tiên là đa số anh em Văn Bút Nam Hoa Kỳ chúng tôi là cư ngụ tại Houston, Texas. Vâng. Và một số là ở các vùng phụ cận và các tiểu bang lân cận. Thì Houston là một trong những thành phố được mô tả là có khối người Việt sinh sống đông thứ nhì ở trên nước Mỹ. Yeah. Và vì vậy càng ngày càng có nhiều hội đoàn, càng ngày càng có nhiều hội ái hữu họ lập ra để cùng sinh hoạt với nhau, để giữ lại cái tình đồng hương. Và cuối cùng cho đến bây giờ chúng tôi có một cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston và vùng phụ cận, phải nói là rất đông đủ. Và vì chúng tôi cư ngụ tại vùng, do đó đương nhiên chúng tôi là thành viên của cái cộng đồng đó. Chúng tôi không thể đứng ra ngoài, không thể tách rời, không thể nói rằng tôi là người cầm bút thế này thế kia, tôi không có sinh hoạt, không phải vậy được. Vì vậy chúng tôi thường xuyên sinh hoạt với cộng đồng, với tất cả các hội đoàn, quân dân, cán chính và các hội ái hữu tại địa phương. Và có như thế thì khi chúng tôi tổ chức hoặc chúng tôi kêu gọi một điều gì, và thì khi chúng tôi phát động phong trào đó thì thường thường là được đa số những các hội đoàn cũng như những người Việt tại địa phương, phải nói là họ hoan hỷ để mà giúp đỡ chúng tôi. Và hàng năm thì chúng tôi có tổ chức một ngày hội ngộ để điểm danh lại những anh em chúng tôi mỗi lúc tuổi đời mỗi cao, xem ai còn ai mất, bởi vì đó là tình thân ái giữa những người cầm bút với nhau. Và đồng thời để giới thiệu những hội viên trẻ mới gia nhập cho tất cả mọi người cùng biết, và tạo một cái sinh khí mới cho cái việc sinh hoạt tập thể tại nơi chúng tôi cư ngụ. Yeah. Thì hàng năm chúng tôi thường tổ chức vào mùa xuân nước Mỹ khoảng giữa trung tuần tháng 3. Và cái mới nhất là chúng tôi vừa tổ chức ngày 26 tháng 3 vừa qua tại Houston, đã thu hút khá nhiều quan khách. Đó là khích lệ hết sức là lớn cho anh em chúng tôi, nên chúng tôi vẫn còn tiếp tục. Bên cạnh đó, một việc thiết thực hơn nữa là Văn Bút Nam Hoa Kỳ chúng tôi đặc biệt có thể nói rằng là khó có nơi nào mà có thể duy trì được một cái tình trạng như thế này. Đó là chúng tôi cứ 3 tháng một lần chúng tôi có một tạp chí văn học nghệ thuật để trình làng. Mà quý vị biết cho đến bây giờ cái việc mà Internet phát triển trên toàn cầu, nó hầu như là gần muốn giết chết những tờ báo giấy, đặc biệt là những tờ văn học nghệ thuật. Không có quảng cáo, không có thương mại, không có bán thì không có kinh phí. Ấn phí đó từ đâu ra thưa quý vị? Một phần lớn từ trong túi chúng tôi ra, một phần khác nữa do những người viết văn ủng hộ. Và chúng tôi coi như là đã cố gắng hết mình để duy trì, cho đến nay là chúng tôi đã ra được 26 số. Thời buổi mời anh Bảo Túc. Mà mình đã nặng ốc ra viết, mình phải bỏ tình cho không biếu không. Thành ra quý vị có thể tưởng tượng rằng thay vì mình viết á, mình được tiền, còn nên mình viết mình phải đóng tiền để mình có thể là ra được cái cuốn tin văn. Dạ, mời anh có thể bổ túc thêm. Dạ. Thưa quý vị, rất là lấy làm lạ là chúng tôi chỉ có 36 thành viên, mà hiện tại trong 36 thành viên của chúng tôi đã có nhiều sách hơn là thời giờ để chúng tôi có thể là mắt sách. Dạ. Là bằng chứng là dạ, quý anh tới đây để mà tham dự cái cuộc mà biểu tình theo lời kêu gọi của Linh Mục Nguyễn Văn Lý để mà chống nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã cúi đầu trước Tàu Cộng, rồi cái vụ mà Formosa của dân chúng. Và ngoài ra thì quý anh đến đây để mà tham dự buổi ra mắt của ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh. Anh ra mắt cái cuốn sách mà Vượt Tù Vượt Biển, và đây là một cái cuốn mà đã để cả tâm huyết của anh tất cả để vào đây. Nhưng mà thưa quý vị, thì cái cuốn đó cũng để kỷ niệm 40 năm nhạc thơ nhạc đấu tranh của ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh. Và đó cũng là chúng tôi cũng muốn nói đến, đó là một cái phần mà của Văn Bút Nam Hoa Kỳ nói riêng và Văn Bút Việt Nam hải ngoại nói chung. Dạ, mời anh tiếp tục.
Dạ, riêng anh Túy Hà đây cũng còn một quyển Cát Bụi Lưu Vong, là hiện tại nó đã nằm ở nhà mà chưa ra mắt. Anh Nguyễn Mạnh An Dân sẽ quyển là Lá Cờ và Người Lính Cũ. Anh Dương Thượng Trúc sẽ có tuyển tập văn. Cá nhân chúng tôi cũng có một cái quyển là Vầng Trăng Học Trò. Rồi anh Yên Sơn đây sẽ có một CD nhạc. Tiến sĩ Mai Thanh Trước thì lúc nào cũng chu du khắp thế giới để thuyết trình về environment. Yeah, environment. Môi trường. Rồi Tình Khúc Nguyễn Tuấn Chương. Sắp tới chúng tôi cũng kêu gọi tất cả thành viên Văn Book Nam Hoa Kỳ và những vị chủ tịch cũ tham gia vào kỷ yếu của Văn Book Nam Hoa Kỳ. Anh nói thêm một tí xíu về cái tác phẩm của anh. Có ghém những cái gì đó. Thưa chị, tác phẩm của tôi thì quý vị hai ở bên đây cũng lấy làm lạ là tôi ở từng tuổi này mà cứ làm thơ học trò hoài. Thưa quý vị, đó là tác phẩm Vần Thơ Học Trò, là gồm có 80 mấy bài thơ học trò. Tôi sẽ trình anh nhớ cái thời đó. Mà anh đi cua đó. Rồi như vậy thì cái cuốn đó cỡ bao nhiêu trang và dạ thưa chị, rồi, nó, do ai xuất nó, bản? Nó xuất xót 200 trang, yeah. 200 trang do Văn Book Nam Hoa Kỳ xuất bản. Dạ. Yeah. Còn về cái phần anh Yên Sơn thì anh sẽ có cái tác phẩm gì mà trình làng? Và giống như chúng ta nói thì anh chuẩn bị tiền, chuẩn bị tư tưởng, tại vì tình cho không biếu không. Thưa quý vị, thì quý vị cũng biết rằng với một cái tiệm phở chẳng hạn, thì khi mà người ta bán một tô phở đó thì người ta nói 5-7 đồng mà không ai dám vô đó nói rằng cho tôi ăn free. Thế nhưng mà cái sách của mình đi ra đó là đứa con tinh thần, thì thường thường đó là mình cũng đem tặng bạn bè, dù là cái số tiền vốn của mình bỏ vào cũng khá nặng, phải không? Mời anh. Thưa chị Tuấn Nga, thưa quý vị khán giả, các bạn cá sống gì nước đi. Sơn thì ngoài cái việc làm thơ và viết văn thì chúng tôi có một cái trang vào website cũng đã xây dựng được 5 năm và hiện tại cũng gần 2 triệu lượt xem. Tất cả thơ văn thì tôi cũng sợ mấy ông bạn của tôi đây là ông còn đủ sức để ông ra ông in thành sách, nhưng mà Yên Sơn thì sợ quá, không dám, chưa dám, thì chưa tới nghĩ tới chuyện in thêm sách ngoài hai cuốn đầu tiên. Yên Sơn tất cả mọi thứ là để trên website, thì được update mỗi tuần 2-3 lần. Ngoài ra thì mới đây thì em sẽ cũng tập theo cho nó đủ món ăn chơi, ra là có tập viết nhạc. Dạ, viết nhạc nhưng mà không phải là nhạc sĩ. Dạ, thưa chắc chắn là không phải nhạc sĩ rồi. Thì em Sơn hiện tại viết cũng gần đủ 10 bài cho một CD. Nếu mà nhạc của những nhạc sĩ khác họ phổ cho đó thì rất là nhiều, tuy nhiên là em Sơn muốn có một CD riêng của em Sơn. Hiện chừng tại nào? Thì chừng có lẽ thì nổi trong năm nay. Thế nào là cũng xong, cũng trình làng, và thế nào cũng gửi tới chị, và thế nào chị Thu Nga và SPTN cũng sẽ ủng hộ hết mình, thì là Yên Sơn dự định sẽ trong vòng năm nay sẽ thông báo cho quý vị. Dạ vâng, thì anh Yên Sơn đó, ngoài làm thơ, viết văn, rồi bây giờ còn làm nhạc nữa, và sau đó thì không biết là anh còn làm nghề võ sĩ nữa. Còn anh Túy Hà, anh có thể là giới thiệu những cái tác phẩm của anh. Dạ vâng, thì cho đến nay thì Túy Hà đã có được 5 tác phẩm trình làng. Và hiện tại một tác phẩm đang còn nằm ở nhà in, thưa quý vị. Đang thai nghén. Dạ không, dạ xong hết. Ồ, gần xong rồi, gần xong rồi. Cũng giống như đứa trẻ mà nó đang nằm trong bệnh viện, chưa đóng viện phí, nó chưa ra được. Cái đó có gì? Ngoài ra anh Túy Hà cũng vẫn còn là Túy Hà Thư Quán. Thư Quán thì có cái gì trong vâng, đó? Thì cuốn sách chúng tôi vừa trình làng là đang nằm trong nhà in đó, thì chúng tôi sẽ tìm mọi cách để đưa ra và sẽ phát hành đến tất cả quý vị. Và đó là tập thơ có nhan đề là Cát Bụi Lưu Vong. Thì quý vị thấy rằng là ở Việt Nam cái lúc mà trời sau 75 người ta nói cái cục đèn á, nếu có chân nó cũng đi. Thì bây giờ chúng tôi nghĩ lại thân phận của mình, tro bụi về với tro bụi. Mà bây giờ chúng tôi là tro bụi ở nước ngoài thì cát bụi không phải lưu vong là cái gì. Rồi. Thành ra và trong đó là gói ghém tâm sự của chúng tôi, tâm sự sau ngày 75. Chứ không phải là những cuốn trước viết về trước 75 nữa. Có nghĩa là cái người Việt chúng ta thích nghi với cuộc sống tại nước Mỹ này như thế nào, tâm tư tình cảm thế nào, tình bằng hữu, tình bạn bè, tình trai gái, vân vân đủ thứ tình, và trong đó lớn nhất là tình quê hương chúng ta đã trang trải như thế nào. Thì đó chút tâm sự của chúng tôi chắc chắn là sẽ gửi đến quý vị trong ngày mai.
Ngoài ra riêng cá nhân chúng tôi thì còn có một cái trang web riêng gọi là Túy Hà Thư Quán, trong đó để toàn bộ tác phẩm của chúng tôi và của bằng hữu, những bài nào mà chúng tôi cảm thấy là nó đắc ý, cái đó thì sẽ còn mãi mãi. Riêng Văn Bút Nam Hoa Kỳ cho đến nay vẫn có một trang web riêng, thưa quý vị, đó là vanbutnamhoakỳ.com. Dạ. Quý vị chỉ vào đó là quý vị đọc hết được tất cả các tác giả của 36 tác giả Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Dạ. Vâng, thì mời mấy anh đó nói về những cái tác phẩm của mình, thì chúng tôi cũng nói sơ về tác phẩm của chúng tôi, vì chúng tôi cũng là thành viên trong Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Nhưng mà cũng giống như mấy anh nói, Thu Nga có tất cả 5 tác phẩm, nhưng mà cũng cái việc mà tình cho không biếu không đó, thì chỉ cần làm sao mà có quý vị nào mà thích đọc là mình cũng rất là hân hạnh để mà có thể là biếu. Thành ra cứ mỗi lần mà Văn Bút họp đó thì chúng tôi cũng có một cái bàn để mà quý vị có thể đến mà ủng hộ. Mà quý vị ủng hộ ít thì lấy ít, mà ủng hộ nhiều thì lấy nhiều. Đó là cái phần mà sinh hoạt của chúng tôi. Và ngoài ra thì cái vấn đề mà quý anh mà họp lại với nhau đó, như vậy đó, thì mà mỗi lần như vậy đó thì mình cũng có kêu gọi có thêm cái thành viên mới. Và mỗi cái thành viên mà cái show vừa rồi chúng ta cũng có nói đó, là phải có tác phẩm, at least là 2 tác phẩm. Như vậy có người cần phải có người giới thiệu hay không? Nhưng mà đặt trường hợp cái người đó vào rồi đó, thì mình thấy rằng cái đường lối sinh hoạt của họ đó nó lủng củng, nó không có phải là hẳn là quốc gia, thì đặt những trường hợp có thể là có không có, nhưng mà đặt trường hợp có cái hoàn cảnh đó thì Văn Bút phải làm như thế nào? Tôi xin mời chị Nga một cái điểm này trước. Trong diễn đàn của cộng đồng người Việt quốc gia ở Houston, tôi cũng một vài lần đưa lên ý kiến là có thể nào truyền thông báo chí có một cái convention hợp lại với nhau để đưa ra một tiêu chuẩn để sinh hoạt. Tại vì chính ra cá nhân chúng tôi là trong Văn Bút, chúng tôi cũng rất là ngại ngần để mà đăng những bài vở nào đó, mặc dù là có lợi, nó có trên đường đấu tranh, nhưng mà tác giả không phải là ở đây, chúng tôi cũng ngại lắm. Là tại vì sẽ có bị đánh phá rất là nhiều. Mà như cựu Ngoại trưởng Kerry nói đó, hiện tại ở xứ Mỹ đã có hơn 19.000 sinh viên Việt Nam ở đây, thì chúng ta thử suy lại, thử coi có chúng ta có nên kéo họ về phía mình hay không. Tại vì những người đó là những người thấy rõ thế nào là tự do dân chủ ở xứ Mỹ. Thưa chị Thu Nga. Dạ. Mà trở lại cái câu hỏi, nếu mà bây giờ có một thành viên đi vào mà cái đường lối nó khác đi thì anh làm sao? Thì như thế này thì chúng tôi cũng có phải nói là hết sức dè dặt. Dạ. Vì đầu tiên là ngoài cái điều kiện bắt buộc phải có là mỗi một người muốn gia nhập là phải có 2 tác phẩm. Vâng. Phải có 2 hội viên giới thiệu, và chúng tôi có thời gian 6 tháng thử thách. 6 tháng đó là để chúng tôi làm quen với nhau. Vâng. Chúng tôi tìm hiểu cái người mới vào, và cái người mới vào tìm hiểu với chúng tôi xem có ăn ý với nhau không. Nếu cảm thấy ăn ý hợp thì chúng tôi mới họp lại quyết định là thành nhận. Thực sự ra thì trong cái điều lệ của Văn Bút Việt Nam Hoa Kỳ, cũng như điều lệ của nội quy của Văn Bút Nam Hoa Kỳ, thì có câu đầu tiên trong đó, trong hiến chương đó, là hiến chương Văn Bút quốc tế là không cộng sản. Vâng. Là mà chúng ta trước khi thành viên họ vào thì chúng ta Nam Hoa Kỳ cái background làm sao mình gửi cho họ cái bản điều lệ để cho họ thấy đó, họ nghiên cứu, họ có thực sự là nó họ có cùng với cái lập trường, với lập trường đường hướng của mình hay không. Khi họ đã chấp nhận có được 2 người thành viên mà được tín nhiệm giới thiệu và đem ra một buổi họp bàn thảo, cho mọi người, cho tất cả thành viên vote, có những người biết về thành viên đó thì họ có lên tiếng, rồi sau cùng là vote là cho thành viên đó được thực sự hay không. Nếu mà đã thực sự, mà trong trường hợp thực sự rồi, sau này có vấn đề thì dĩ nhiên chúng tôi cũng sẽ rất là vui lòng mời họ ra trước khi có vấn đề xảy ra trong trường nội bộ. Dạ. Và Văn Bút thì mình căn cứ trên 2 tác phẩm, có thể là nhạc sĩ, văn sĩ, thi sĩ, blogger, vân vân. How about về cái điện ảnh? Dạ vâng, điện ảnh. Tại vì TV và cái truyền thông, dạ vâng, đó là một cái truyền thông rất là quan trọng, thì chúng ta có consider về cái chuyện dạ đó. Vâng. Thì nó đơn giản lắm. Bây giờ ví dụ như nói một cái đài nào đi, ví dụ đài của chị Thu Nga đây, một đài khác chứ không phải đài. Hay là đài địa phương, ví dụ như đài địa phương. Một cái đài địa phương nào, dạ đó. Vâng. Thì họ chủ đài địa phương là họ chủ truyền thông báo chí rồi. Vâng, đúng vậy. Mà truyền thông báo chí là một thành phần trong cái vấn đề mà phải đi theo với văn học nghệ thuật, với hiến chương quốc tế để đấu tranh cho mọi người. Chính
truyền thông báo chí là người đầu tiên hết phải đấu tranh cho những người không được nói mà phải có quyền nói. Dạ. Thì như vậy là họ đã đạt tiêu chuẩn. Dạ. Để gia nhập, để trở thành một thành viên của dạ. Sở dĩ mà Thu Nga nhắc đến cái việc mà điện ảnh, TV dạ, đó dạ, và phim đó, thì quý vị cũng biết là cái bà Lê Phong Lan phải không? Dạ, vâng. Bà làm dạ. một cái movie mà nó hoàn toàn là gian xảo, dạ. Đổ lỗi cho Việt Nam Cộng Hòa dạ. và đồng minh Hoa Kỳ lại dạ. giết hại Tết Mậu Thân. Dạ, dạ. Thành ra cái điều đó cũng quan trọng, thành ra coi như là TV là coi như nằm trong phần báo chí. Dạ, vâng rồi, nhưng mà cái đường lối của họ đi ngược lại cái đường lối. Đúng rồi, đúng rồi, đó đi ngược lại. Thì mình không chấp nhận được. Dạ, nhưng mà dĩ nhiên là mình cũng phải có một cái buổi họp để mà nêu ra cái phải ý kiến rồi. Dạ. Cái đó phải lên tiếng, ví dụ mặc dù họ đang làm công tác văn hóa nhưng cái văn hóa của họ là có lợi cho phía bên kia thì làm sao mình chấp nhận được. Dạ. Do đó phải có thái độ, phải dạ. nói là chúng ta phải có phản ứng. Dạ. Chứ không phải là thật ra mỗi thành viên khi mà giới thiệu một thành viên mới là phải chịu trách nhiệm về thành viên đó. Yeah. Có nghĩa là phải tìm hiểu rõ ràng, phải quen biết, phải rõ ràng đường lối của họ thì mới giới thiệu vô Văn Búc. Yeah. Thành ra cái trường hợp mà đi vô Văn Búc rồi trở thành làm một thành viên cộng sản vô Văn Búc được thì cũng là cái chuyện rất là hiếm hoi. Yeah. Nhưng mà ở đời mình cũng khó biết, đúng nhiều khi vì gió đổi chiều yeah. cũng khó mà biết. Thì dĩ nhiên là chúng ta trong nội quy điều lệ của Văn Búc Việt Nam hải ngoại cũng như của Nam Hoa Kỳ đều có phần chế tài. Yeah. Với lại đa số những thành viên mà gia nhập vô Búc Nam Hoa Kỳ đó thì trong một vài năm trước đó họ đã là hội viên tình nghĩa rồi, tức là họ mặc dù có tác phẩm hay chưa có tác phẩm nhưng mà họ đã có đưa gửi bài để đăng trong Tinh Văn Trầm Hương thường xuyên. Dạ. Dạ. Dạ, và bây giờ trước khi mà chúng ta tạm ngưng chương trình thì cũng mời từng lượt quý anh có thể là nói về cái việc mà cái sự khác biệt giữa cái người cầm bút ở tại Hoa Kỳ, mình nói chung là thế giới tự do, và những người cầm bút ở trong nước nó như thế nào, mời anh. Thật sự thì cái câu hỏi thì cũng không có khó khăn. Dạ, không có khó khăn. Chúng ta ở đây thì là một đất nước tự do, chúng ta muốn nói muốn chửi luôn tới tổng thống cũng không ai có vấn đề gì, miễn là chúng ta đừng có làm cái gì mà nó có vẻ bạo loạn thôi. Ở đất nước này, hoàn cảnh này mà chúng ta không cùng đồng hành với những người trong nước để đấu tranh cho một cái lý tưởng tự do cho những người mà bị kèm kẹp, bị hãm hại, thì đó là một cái chúng ta là những người cầm viết đó là mình thiếu trách nhiệm, và chúng ta cố gắng là những người có thừa trách nhiệm để làm công việc đó. Thì chúng ta phải, bổn phận chúng ta là phải tiếp tục tranh đấu và tiếp tục yểm trợ, ủng hộ của những người đã dám đứng lên chống lại bảo vệ cộng sản bây giờ. Mặc dù là nếu mà mình xét về địa lý mà nhìn từ miền Bắc tới miền Nam, mà những cái chỗ mà Việt Cộng cho người Tàu mướn thì mình rất là buồn. Là tại vì ở mỗi cái cổng ông ngày trước họ đã ghi là cấm người Việt Nam lai vãng. Dạ đúng rồi. Dạ, như vậy mà Việt Cộng họ vẫn để như vậy được. Dạ. Người viết ở trong nước và ngoài nước thì chúng tôi là những người ở ngoài nước đang viết, được quyền viết tự do không kiểm duyệt. Dạ. Người trong nước cũng được quyền viết nhưng mà viết một chiều, viết theo sự điều khiển, nếu không thì sẽ bị trù dập. Đó là hai cái hoàn toàn khác nhau. Do đó những cái gì người trong nước muốn nói trọn vẹn không nói được. Những người ở nước ngoài như chúng tôi muốn nói trọn vẹn nói được, nhưng điều đó lại đặt chúng tôi trước một cái việc làm hết sức là khó khăn. Đó là chúng tôi phải tự tôn trọng chúng tôi, phải tự biết chúng tôi viết cái gì và viết cho ai. Dạ, dạ. Chứ không phải là chúng tôi được quyền nói rồi muốn nói gì lăng nhăng cũng không có được. Dạ, cảm ơn. Dạ. Có nghĩa là đặt trách nhiệm chúng tôi cao hơn một bậc nữa. Dạ. Và chính vì cao hơn một bậc, do đó chúng tôi sẽ hết sức là chọn lựa khi mời gọi, khi ủng hộ cho những người trong nước lên tiếng. Ngoài ra chúng tôi còn chủ trương không phải là chỉ anh em trong Văn Bút chúng tôi viết bài cho sách hay là để phổ biến, chúng tôi còn mời gọi người trong nước viết nữa, với điều kiện họ phản tỉnh. Họ nhìn thấy rằng cái chế độ cộng sản nó sai và họ có những đóng góp tích cực cho cái nền văn học Việt Nam tự do nhân bản và khai phóng, chúng tôi hoan nghênh. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn quý anh Yên Sơn, cảm ơn anh Phạm Tân Như, cảm ơn anh Tứ Hà. Chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Dạ. Cho nên là sẽ có một cái dịp nào đó chúng tôi sẽ mời quý anh trở lại trong cái phần mà văn học nghệ thuật nói về Văn Bút Việt Nam hải ngoại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin chào quý anh. Dạ, xin chào cô Xuân Nga, chào toàn thể quý vị. Chào tất cả quý vị khán giả. Chào quý vị.